Đại Kinh xác Cha Cá thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu Dịch xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Sau khi quan sát các vị lõa thể, xác Cha Cá cho rằng người tu thân sẽ đau khổ về thân và điên loạn về tâm. Người tu tâm mà không tu thân cũng bị tương tự. Ông cho rằng đệ tử Phật thuộc nhóm 2. Nhân đó, Đức Phật giải thích cách tu tập thân và tu tập tâm nhằm chuyển hóa khổ đau, đạt được giác ngộ trong đời. Nội dung bài kinh Đại Kinh Sát Cha Cá Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở quê Xà Ly, Đại Lâm, tại giảng đường Trùng Các, lúc bấy giờ Thế Tôn đắp y thật đầy đủ, cầm y bát, muốn vào quê xà ly để khất thực. Rồi Nigantha Putta sắc cha cá, tính hay ngao du thiên hạ. Trong khi đi đắp đó đây, đến Đại Lâm, giảng đường trùng các, tôn giả Ananda thấy Nigantha Putta sắc cha cá, từ xa đi lại, liền bạch thế tôn. Bạch thế tôn, Nigantha Putta Sakchaka đang đến tính ưa luận chiến biện luận hiện xảo được số đông tôn kính bạch thế tôn vị này ưa chỉ trích phật ưa chỉ trích pháp ưa chỉ trích tăng bạch thế tôn tốt lành thay nếu thế tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát thế tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn rồi nigantha putta cha đi đến chỗ thế tôn ở nói lên những lời hỏi thăm chúc tụng xã giao với thế tôn rồi ngồi xuống một bên sau khi ngồi xuống một bên nigantha putta cha nói với thế tôn tôn giả gotama có một số sa môn bà la môn sống chuyên lo tu tập về thân không tu tập về tâm. Tôn giả Gotama, những vị này cảm thọ khổ về thân. Sự tình này đã xảy ra, này tôn giả Gotama, do cảm thọ khổ về thân, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu nóng có thể trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng, loạn tâm tôn giả gotama sự tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân khi tâm chịu sự điều khiển của thân vì sao vậy vì tâm không được tu tập tôn giả gotama nhưng có một số sa môn bà la môn sống chuyên lo tu tập về tâm không tu tập về thân tôn giả gotama những vị này cảm thọ khổ về tâm sự tình này đã xảy ra này tôn giả gotama do cảm thọ khổ về tâm chân sẽ bị tê liệt quả tim có thể tức bể máu có thể trào ra từ miệng có thể bị điên cuồng loạn tâm tôn giả Gotama. Sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy thuộc tâm. Khi thân chịu sự điều khiển của tâm, vì sao vậy? Vì thân không được tu tập. Này tôn giả Gotama, rồi tôi nghĩ. Thật sự, thành văn đệ tử của tôn giả Gotama sống truyền lo tu tập về tâm không tu tập về thân. Này Agiwesana, ông nghe tu tập về thân như thế nào? Như Nanda Wacha, Kisa Sankicha, Mankali Gosala, những vị này, này tôn giả Gotama, sống lõa thể, sống phóng túng, không theo nghệ nghi liếm tay cho sạch đi khất thực không chịu bước tới không nhận đồ ăn mang đến không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình không nhận lời đi ăn không nhận đồ từ nơi trào không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu không nhận đồ ăn đi quyên không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu không ăn cá thịt không uống rượu nấu, rượu men, cháo nấu, cháo chấu. Những vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một cái bát nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vì ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, các vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Này Agiwesana, họ có thể tự nuôi sống với mức độ như vậy chăng? Không phải vậy. Này tôn giả Gotama. Thỉnh thoảng, này tôn giả Gotama. Họ ăn những món ăn thu thắng loại cứng. Họ ăn những món ăn thu thắng loại mềm. Họ nếm những vị ăn thù thắng. Họ uống những đồ uống thù thắng. Họ nhờ các món ăn ấy gầy dựng thân lực làm cho thân to lớn làm cho thân béo mập này agiwesana như vậy những gì ban đầu họ từ bỏ về sau họ lại thọ dũng như vậy có tụ có tán có được có mất cho thân này này agiwesana ông nghe tu tập về tâm như thế nào Nigantha Putta chắc Chak chaka được thế tôn hỏi tu tập về tâm không có thể trả lời được rồi thế tôn nói với Nigantha Putta Chak chaka này Agi thân tu tập mà ông vừa nói tới đầu tiên ấy không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới luật của Bậc Thánh. Này Agi Wesana, ông còn không hiểu thân tu tập. Làm sao ông có thể hiểu tâm tu tập? Và này Agi Wesana, như thế nào là thân không tu tập, tâm không tu tập? Như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy nghe! Và khéo tác ý Ta sẽ giảng Thưa vâng, Bạch Thế Tôn Nigantha Buddha cá trả lời Thế Tôn Thế Tôn thuyết giảng như sau Này Aghiwesana Thế nào là thân không tu tập Và thế nào là tâm không tu tập Ở đây Này Aghiwesana kẻ vô văn phàm phu khởi lên lạc thọ người này được cảm giác lạc thọ liền tham đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ nếu lạc thọ ấy bị diệt mất do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ người ấy do cảm giác khổ thọ nên sầu muộn than van khóc lóc đập ngực đưa đến bất tỉnh này A-gi-wê-sa-na, lạc thọ ấy khởi lên cho người kia chi phối tâm và an chú do thân không tu tập khổ thọ ấy khởi lên chi phối tâm và an chú do tâm không tu tập này A-gi-wê-sa-na, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có. Lạc thọ khởi lên, chi phối tâm và an chú. Do thân không tu tập, khổ thọ khởi lên, chi phối tâm và an chú. Do tâm không tu tập. Như vậy, này Agiwesana, người ấy là người có thân không tu tập và tâm không tu tập và này agivesana thế nào là thân tu tập và tâm tu tập ở đây này agivesana lạc thọ khởi lên cho vị thánh đệ tử nghe nhiều vị này được cảm giác lạc thọ nhưng không tham đắm lạc thọ không rơi vào sự tham đắm lạc thọ nếu lạc thọ ấy bị diệt mất do lạc thọ đoạn diệt khởi lên khổ thọ vị ấy cảm giác khổ thọ nhưng không sâu muộn than van khóc lóc đập ngực đưa đến bất tỉnh này agivesana lạc thọ ấy khởi lên cho vị ấy không chi phối tâm và không an trú. Do thân có tu tập. Khổ thọ ấy khởi lên cho vị ấy, không chi phối tâm và không an trú. Do tâm có tu tập. Này Agiwesana, không luận người nào mà cả hai phương diện đều có. Lạc thọ khởi lên, không chi phối tâm và không an trú do thân có tu tập khổ thọ khởi lên không chi phối tâm và không an trú do tâm có tu tập như vậy này Aggivessana người ấy là người có thân tu tập có tâm tu tập như vậy tôi có lòng tin tưởng đối với tôn giả Gotama tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. Này Agiwesana, dầu cho lời nói của ông có vẻ trịch thượng và khiêu khích, nhưng ta sẽ trả lời cho ông. Này Agiwesana, khi ta đã cạo bỏ dâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và lạc thọ thật sự khởi lên nơi ta chi phối tâm và an chú hay khổ thọ thật sự khởi lên nơi ta chi phối tâm và an chú sự tình như vậy không thể xảy ra phải chăng có một lạc thọ không khởi lên nơi tôn giả gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an chú phải chăng có một khổ thọ không khởi lên nơi tôn giả Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Này Agiwesana, sao có thể không như vậy được? Ở đây, này Agiwesana, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng tránh đằng giác. Khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau. Đời sống gia đình bị gò bó. Con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không. Thật rất khó cho một người sống tại gia đình mà có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Ta hãy cạo bỏ dâu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình rồi này agiwesana sau một thời gian trong khi còn niên thiếu trẻ tuổi tóc đen nhánh đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân trong thời vàng son cuộc đời mặc dầu cha mẹ không bằng lòng nước mắt đầy mặt than khóc Ta cạo bỏ dâu tóc Đắp áo cà sa Xuất ra Từ bỏ gia đình Sống không gia đình Ta xuất ra như vậy Một người đi tìm cái gì trí thiện Tìm cầu vô thượng tối thắng An tịnh đạo lộ Ta đến chỗ Alara Kalama ở Khi đến xong liền thưa với Alara Kalama hiền già kalama tôi muốn sống phàm hạnh trong pháp và luật này này agiwesana được nghe nói vậy alara kalama nói với ta này tôn giả hãy sống và an chú pháp này là như vậy khiến kẻ có trí không bao lâu như bồn sư của mình chỉ dạy tự tri tự chứng tự đạt và an trú. Này Agiwesana, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách nhanh chóng. Và này Agiwesana, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão thượng tọa, và ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy. Ta biết và ta thấy. Này Agiwesana, ta suy nghĩ như sau. Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin. Sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt, ta mới an chú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này Aggivessana, rồi ta khi đến chỗ a la ra Ka la ma ở, sau khi đến, ta nói với a la ra ka la ma Hiền giả Kalama, ma cho đến mức độ nào ngài tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? này Agiwesana, được nói như vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này, Agiwesana, ta suy nghĩ như sau. Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy, ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà a à la ra ca la ma tuyên bố sau khi tự chi tự chứng tự đạt ta an chú rồi này agi à không bao lâu sau khi tự chi tự chứng tự đạt pháp ấy một cách nhanh chóng ta an chú rồi này agi à ta đi đến chỗ a à la ra ca la ma ở sau khi đến, ta nói với A-la-ra-ca-la-ma. Này hiền giả Ca-la-ma, có phải hiền giả đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả tôi cũng tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy thật lợi ích thay cho chúng tôi thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả pháp mà tôi tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố chính pháp ấy hiền giả tự chi tự chứng tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự chi, tự chứng, tự đạt và an trú. Chính Pháp ấy, tôi tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính Pháp ấy, hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính Pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào? hiền già là như vậy. Hiền già như thế nào? Tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả. Hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này Agiwesana, Alara Kalama là đạo sư của ta. Lại đặt ta, đệ tử của vị ấy, ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Agiwesana, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này Agiwesana, ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy. Ta bỏ đi. Rồi này Agiwesana, ta kẻ đi tìm cái gì trí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng, an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ của Udaka Ramaputta khi đến xong, ta nói với Udaka Ramaputta. Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp và luật này. Được nghe nói vậy, này Agiwesana, Udaka Ramaputta nói với ta. Này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bồn sư của mình chỉ dạy tự chi tự chứng tự đạt và an chú này Agiwesana ta đã thông suốt pháp ấy một cách nhanh chóng và này Agiwesana cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói thời ta có giáo lý nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão và ta tự cho rằng ta như người khác cũng vậy ta biết và ta thấy này Agiwesana ta suy nghĩ như sau Rama tuyên bố pháp này không phải vì lòng tin sau khi tự chi tự chứng tự đạt ta mới an trú chắc chắn Rama thấy pháp này biết pháp này rồi mới an trú này Agiwesana rồi ta đi đến chỗ Udaka Ramaputta ở sau khi đến ta nói với Udaka Ramaputta hiền giả Rama cho đến mức độ nào ngài tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này này Agiwesana, được nghe nói vậy, Udaka Maratuta tuyên bố về phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi này, Agiwesana, ta suy nghĩ như sau. Không phải chỉ có rà ma mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có rà ma mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có rà ma mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có rà ma mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có rà ma mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy, ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà rà ma tuyên bố. Sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt, ta an chú. Rồi này, Agiwesana không bao lâu sau khi tự chi, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an chú. Rồi này Agiwesana, ta đi đến chỗ Udaka Ramaputta ở. Sau khi đến, ta nói với Udaka Ramaputta, này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự chi, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy vâng hiền giả tôi đã tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy này hiền giả tôi cũng đã tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy thật lợi ích thay cho chúng tôi thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả pháp mà tôi tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố chính pháp ấy hiền giả tự chi tự chứng tự đạt và an chú pháp mà hiền giả tự chi tự chứng tự đạt và an chú chính pháp ấy tôi tự chi tự chứng tự đạt và tuyên bố pháp mà tôi biết chính pháp ấy hiền giả biết pháp mà hiền giả biết chính pháp ấy tôi biết tôi như thế nào hiền giả là như vậy hiền giả như thế nào tôi là như vậy này hãy đến đây hiền giả, hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này Agiwesana, Uraka Ramaputta là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy, ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này Agiwesana, rồi ta nghĩ Pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tường, phi phi tường xứ. Như vậy, này Agiwesana ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này Agiwesana, ta, kẻ đi tìm cái gì trí thiện, tìm cầu vô thượng, tối thắng, an tịnh đạo lộ. Tuần tự du hành tại nước Magadha, Ma Kiệt và đến tại tụ lạc là ưu lâu tần loa. Tại đây, ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái. Và xung quanh có làng mạc bao bọc, dễ dàng đi khất thực. Này Agiwesana! Rồi ta tự nghĩ, thật là một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái có con sông trong sáng chảy gần với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực thật là một chỗ vừa đủ cho một hiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn này aguasana ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ thật là vừa đủ để tinh tấn Rồi này Agiwesana Ba ví dụ khởi lên nơi ta Vi diệu Từ trước chưa từng được nghe Này Agiwesana Ví như có một khúc cây đẫm ướt Đầy nhựa sống và đặt trong nước Có một người đến Cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agueshana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Agiwesana, những sa môn hay những bà la môn sống không xả ly các dục về thân. Những gì đối với các vị ấy thuộc về các dục, như dục tham, dục ái dục hôn ám dục khát vọng dục nhiệt não về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ chưa được khéo làm cho nhẹ bớt nếu những sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ trước những cảm giác nhói đau khổ đau kịch liệt khốc liệt các vị ấy không có thể chứng được chi kiến vô thượng tránh đằng giác. Và nếu những sa môn hay bà la môn này không thinh linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được chi kiến vô thượng tránh đằng giác. Này Wesana, đó là ví dụ thứ nhất vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agiwesana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agiwesana, ví như có một khúc cây đậm ướt, đầy nhựa sống, được vớt lên khỏi nước được đặt lên đất khô có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩa với ý nghĩ ta sẽ nhen lửa hơi nóng sẽ hiện ra này agiwesana ông nghĩ thế nào người ấy lấy khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống được vớt khỏi nước được đặt trên đất khô ấy rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không thưa không tôn giả gotama vì sao vậy này tôn giả gotama vì khúc cây ấy đậm ướt đầy nhựa sống dầu có được vớt khỏi nước được đặt trên đất khô nên người ấy chỉ mệt nhọc và bực bội cũng vậy này agiwesana những sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham dục ái dục hôn ám dục khát vọng dục nhiệt não về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ chưa được khéo làm cho nhẹ bớt nếu những sa môn hay bà la môn này thinh linh cảm thọ trước những cảm giác đau nhói, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Các vị ấy không có thể chứng được chi kiến vô thượng tránh đẳng giác. Và nếu những sa môn hay bà la môn này không thinh linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng tránh đẳng giác này Aghiwesana đó là ví dụ thứ hai vi diệu từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta này Aghiwesana rồi một ví dụ thứ ba vi diệu từ trước chưa từng được nghe được khởi lên nơi ta này Agiwesana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ. Ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Agiwesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô rồi cọ sát với dụng cụ làm lửa có thể nhen lửa khiến hơi nóng hiện ra được không thưa được tôn giả gotama vì sao vậy này tôn giả gotama vì khúc cây ấy khô không nhựa lại được vớt khỏi nước được đặt trên đất khô cũng vậy này agivesana những sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham dục ái dục hôn ám dục khát vọng dục nhiệt não về nội tâm được khéo đoạn trừ nếu những sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác nhói đau khổ đau kịch liệt, khốc liệt. Các vị ấy có thể chứng được chi kiến vô thượng, tránh đẳng giác. Và nếu những sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được chi kiến vô thượng, tránh đẳng giác. Này Agiwesana, đó là ví dụ thứ ba. Vi diệu, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ. Ta hãy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nắp họng, lấy tâm, chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Này Agiwesana, rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm, chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm, chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Agiwesana, như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai. Có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Này Agiwesana, khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Này Agiwesana, dầu cho ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an chú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Agiwesana, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau, ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Này Agiwesana khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Này Agiwesana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người lọ rèn. Cũng vậy, này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai này agiwezana dầu ta có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực dầu cho niệm được an chú không dao động nhưng thân của ta vẫn bị khích động không được khinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy tuy vậy này agiwesana khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta này agiwesana rồi ta suy nghĩ như sau ta hãy tu thiền nín thở và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Agiwesana, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng vậy, này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta. Này Agiwesana, dù ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này A-gi-wê-sa-na khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô. Thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Agiwesana, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da, cứng, cuốn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này Agiwesana, ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Agiwesana, dầu cho ta có trí tâm tinh cần tinh tấn tận lực dầu cho niệm được an chú không giao động nhưng thân của ta vẫn bị khích động không được khinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy tuy vậy này agiwesana khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ như sau. Ta hãy tu thiền nín thở. Và này Agiwesana, rồi ta nín thở vô. Thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này Agiwesana, khi ta nín thở vô. Thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Một ngọn gió kinh khủng cắt mang bụng của ta. Này Agiwesana, ví như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Agiwesana ta nín thở vô. Thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Này Agiwesana, dù cho ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động không được khinh an vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy tuy vậy này agiwesana khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta này agiwesana rồi ta suy nghĩ như sau hãy tu thiền nín thở và này agivesana rồi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng ngang qua mũi và ngang qua tai này agivesana khi ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng ngang qua mũi và ngang qua tai thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta này Agiwesana, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này Agiwesana, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng lên trong thân ta. Này Agiwesana, dầu ta có trí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này agiwe khổ thọ ấy khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta lại nữa này agiwe chư thiên thấy vậy nói như sau samon gotama đã chết rồi một số chư thiên nói như sau samon gotama chưa chết nhưng samon gotama sắp sửa chết một số chư thiên nói như sau samon gotama chưa chết samon gotama cũng không phải sắp chết samon gotama là bậc a la hán sống đời sống một a la hán là như vậy này agivesana rồi ta suy nghĩ như sau ta hãy hoàn toàn tuyệt thực rồi này agivesana Chư thiên đến ta và nói như sau. Này thiện hữu, hiền giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua lỗ chân lông cho hiền giả. Và nhờ vậy, hiền giả vẫn sống. Rồi này, Agiwesana, ta suy nghĩ như sau. Nếu ta hoàn toàn tuyệt thực, và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua lỗ chân lông cho ta. Và nhờ vậy, ta vẫn sống. Thời như vậy, ta tự dối ta. Này Agiwesana, ta bác bỏ chư thiên ấy và nói, như vậy là đủ. Này Agiwesana, rồi ta tự suy nghĩ như sau. Ta hãy giảm thiểu tối thiểu, tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một như súp đậu xanh, súp đậu đen hay súp đậu hột hay súp đậu nhỏ. Và này agiwesana, trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một như súp đậu, súp đậu đen hay súp đậu hạt hay súp đậu nhỏ thân của ta trở thành hết sức gầy yếu vì ta ăn quá ít tay chân ta trở thành như những cọng cỏ và những đốt dây leo khô héo vì ta ăn quá ít bàn chôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà vì ta ăn quá ít xương sống phô bầy của ta giống như một chuỗi banh vì ta ăn quá ít các xương sườn gầy mòn của ta giống như rui cột một nhà sàn hư nát vì ta ăn quá ít nên con người long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu vì ta ăn quá ít da đầu ta trở thành nhăn nhíu khô cằn như trái bí trắng và bị đắng và đắng bị cắt trước khi chín bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn này Agiwesana nếu ta nghĩ ta hãy giờ ra bụng thì chính xương sống bị ta nắm lấy nếu ta nghĩ ta hãy giờ xương sống thì chính ra bụng bị ta nắm lấy vì ta ăn quá ít nên này agiwesana da bụng của ta bám chặt xương sống này agiwesana nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít này agiwesana nếu ta muốn xoa dịu thân ta Lấy tay xoa bóp chân tay. Thì này Agiwesana, trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Lại nữa, này Agiwesana, có người thấy vậy nói như sau: "Samon Gotama có da đen." Một số người nói như sau: "Samon Gotama da không đen." Samon Gotama có da màu xám một số người nói như sau Samon Gotama da không đen da không xám Samon Gotama có da màu vàng sẫm cho đến mức độ như vậy này Agui da của ta vốn thanh tịnh trong sáng bị hư hoại vì ta ăn quá ít này agiwesana rồi ta nghĩ như sau thủa xưa có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác nhói đau khổ đau kịch liệt khốc liệt những sự đau khổ này là tối thượng không thể có gì hơn nữa về tương lai có những sa môn hay bà la môn thình lình cảm thọ những cảm giác nhói đau khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Trong hiện tại, có những sa môn hay bà la môn thình linh cảm thọ những cảm giác nhói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn nữa. Nhưng ta với sự khổ hạnh khốc liệt này vẫn không chứng được pháp thượng nhân chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh hay là có đạo lộ nào khác đưa đến giác ngộ này Agiwesana rồi ta suy nghĩ như sau ta biết trong khi phụ thân ta thuộc dòng Sakka, Thích Ca đang cày và ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm phù đề, jambu. Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và chú, thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tâm, có tứ. Khi an chú như vậy, ta nghĩ, đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng? Và này Agiwesana, tiếp theo ý niệm ấy. Ý thức này khởi lên nơi ta. Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ, ta có sợ chăng lạc thọ này? Một lạc thọ ly dục, ly bất thiện pháp. Này Agiwesana, rồi ta suy nghĩ, ta không sợ lạc thọ này một lạc thọ ly dục, ly bất hiện pháp. Rồi này Agiwesana, ta suy nghĩ, nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ ấy với thân thể ốm yếu kinh khủng như thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm với sữa chua. Rồi này Agiwesana, ta ăn thô thực, ăn cơm với sữa chua. Này Agiwesana, lúc bấy giờ, năm tỷ kheo đang hầu hạ ta suy nghĩ. Khi nào Samon Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ nói cho chúng ta biết. Này Agiwesana, khi thấy ta ăn thô thực, ăn cơm với sữa chua, các vị ấy chán ghét ta, bỏ đi và nói. Samon Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn trở lui đời sống sung túc. Và này Agiwesana, sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, ta ly dục, ly bất thiện pháp. Chứng và chú, thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Này Agiwesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. Diệt tâm và tứ, trứng và chú, thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này Agiwesana, như vậy, lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú chứng và chú thiền thứ ba này agiwesana như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước. Chứng và chú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Agiwesana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng đến túc mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng, tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sinh ra chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Agiwesana, đó là minh thứ nhất. Ta đã chứng được trong đêm canh một. Vô minh diệt, minh sinh. Ám diệt, ánh sáng sinh. Do ta sống không phóng giật, nhiệt tâm, tinh cần. Như vậy, này Agiwesana, lạc thọ sinh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sinh tử của chúng sinh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sinh ta biết rõ rằng chúng sinh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ những chúng sinh làm những ác hạnh về thân lời và ý phỉ báng các bậc thánh theo ta kiến tạo các nghiệp theo Tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sinh nào làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những vị này sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sinh. Ta biết rõ rằng, chúng sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ này agivesana đó là minh thứ hai ta đã chứng được trong đêm canh giữa vô minh diệt minh sinh ám diệt ánh sáng sinh do ta sống không phóng giật nhiệt tâm tinh cần như vậy này agivesana lạc thọ sinh nơi ta được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta với tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng không cấu nhiễm không phiền não nhu nhuyến dễ sử dụng vững chắc bình thản như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí ta biết như thật đây là khổ biết như thật đây là nguyên nhân của khổ biết như thật đây là sự diệt khổ biết như thật đây là con đường đưa đến diệt khổ biết như thật đây là những lậu hoặc biết như thật đây là nguyên nhân của lậu hoặc biết như thật đây là sự diệt trừ các lậu hoặc biết như thật đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc nhờ hiểu biết như vậy nhận thức như vậy tâm của ta thoát khỏi dục lậu thoát khỏi hữu lậu thoát khỏi vô minh lậu với tự thân đã giải thoát như vậy ta khởi lên sự hiểu biết ta đã giải thoát ta đã biết sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc nên làm đã làm sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa này agivesana đó là minh thứ ba mà ta đã chứng được trong canh cuối vô minh diệt minh sinh ám diệt ánh sáng sinh do ta sống không phóng giật nhiệt tâm tinh cần như vậy này agivesana lạc thọ sinh nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Này Agiwesana, ta biết rằng khi ta thuyết pháp cho đại chúng, gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như thế này về ta. Đặc biệt cho ta, Samon Gotama thuyết pháp. Này Agiwesana, chớ có hiểu như vậy khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng, thì đó chỉ vì mục đích giảng dạy. Và ta, này A-Ghi-Hue-Sa-Na, sau khi chấm dứt một buổi thuyết giảng như vậy, ta an chú nội tâm, làm cho tịnh trì, làm cho nhất tâm, làm cho định tĩnh trên định tướng thứ nhất ấy. Và như vậy, ta sống an chú trường cửu vĩnh viễn như vậy tôn giả gotama thật đáng tin cậy vì ngài là bậc a la hán tránh đẳng giác nhưng không biết tôn giả gotama có cho phép ngủ ngày không này agiwesana ta có cho phép vào cuối tháng hạ sau khi khất thực về sau khi xếp đại y Thành bốn, chánh niệm tình giác. Ta nằm xuống ngủ, nằm phía tay, mặt. Này tôn giả Gotama, như vậy một số sa môn bà la môn gọi là an chú nơi si ám. Này Agiwesana, như vậy không phải là si ám hay không si ám. Này Agiwesana, như thế nào là si ám như thế nào là không si ám hãy nghe và suy nghiệm kỹ ta sẽ nói thưa vâng tôn giả nigantha putta sakchaka trả lời thế tôn thế tôn nói như sau đối với ai các lậu hoặc chưa được đoạn trừ những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sinh khởi hậu lữ sinh khởi hậu hữu đáng sợ hãi đưa đến quả khổ dị thục hướng đến sinh già chết trong tương lai vị ấy ta gọi là si ám này agiwesana đối với ai các lậu hoặc đã được đoạn trừ những lậu hoặc liên hệ đến phiền não sinh khởi hậu hữu đáng sợ hãi đưa đến quả khổ dị thục hướng đến sinh già chết trong tương lai vị ấy ta gọi là không còn si ám này Agiwesana sự đoạn trừ lậu hoặc là không si ám này Agiwesana đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sinh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sinh, già, chết trong tương lai. Chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây sala bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sinh không thể sinh lại trong tương lai. Này Agiwesana, ví như cây sala bị chặt đứt đầu, không lớn lên. Cũng vậy, này Agiwesana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ. Những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sinh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sinh, già, chết trong tương lai. Chúng bị cắt tận gốc, được làm như cây sa la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái sinh, không thể sinh lại trong tương lai. Khi được nghe nói vậy, Nigantha Buddha Sắc Cá Bạch Thế Tôn Thật kỳ diệu thay, tôn giả Gotama, Thật hy hi hữu thay, tôn giả Gotama. Dầu cho tôn giả Gotama bị chống đối một cách mỉa mai, dầu cho bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da tôn giả vẫn sáng, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỉ như một a la hán tránh đẳng giác. Này tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với Purana Kasapa biện luận vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một vấn đề khác trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ sân hận tức tối còn tôn giả gotama dầu bị chống đối một cách mỉa mai dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại màu da tôn giả vẫn sáng sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một a la hán tránh đằng giác này tôn giả gotama tôi xác nhận tôi cùng với makali gosala ajita kesa kampala pakuda kachana sanjiya labethiputta cùng với nigantha Nataputta biện luận. Vị này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn, liền tranh né với một vấn đề khác. Ngoài ra, ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận và tức tối. Còn tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, Màu da tôn giả vẫn sáng, sắc mặt tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán tránh đằng giác. Và này tôn giả Gotama, chúng tôi này phải đi, chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. Này agi ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Nigantha Putta Sakchaka hoan hỷ tín thọ lời thế tôn giảng từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt